Chào mừng các bạn đã quay lại với S Channel, mình là Ngọc Vi. Hôm nay mình sẽ đưa lên bàn cân hai chiếc siêu phẩm đầu bảng của hai thương hiệu lớn. Một là đại diện đến từ Hàn Quốc LG với LG G4 và một là đại diện đến từ nhà táo khuyết iPhone 6. Để so sánh hai chiếc flagship này, có quá nhiều vấn đề để đặt ra. Nhưng trong video lần này mình sẽ bắt đầu cân đo từ thiết kế, màn hình, những điểm mà bạn sẽ tiếp cận đầu tiên với một chiếc smartphone. Đầu tiên, hãy nói về thiết kế của chúng. LG G4 là một chiếc smartphone khá là to, đặc biệt là khi đặt cạnh bên iPhone 6. Và tất nhiên cả hai đều sẽ có những điểm phàn nàn riêng về thiết kế. Trong khi ốp lưng da của G4 khiến cho người dùng cảm thấy quá mềm hay là nóng, thì iPhone 6 lại bị đánh giá là hơi lạnh tay vì hợp kim nguyên khối. LG G4 đã được giới thiệu với hai phiên bản ốp lưng khác nhau, phiên bản nhựa với hình kim cương 3D và phiên bản còn lại với ốp lưng da cao cấp, với một mức giá sẽ nhỉnh hơn một chút so với phiên bản nhựa. Với ốp lưng màu đen, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều lỗ nhỏ li ti, trong khi với màu nâu, những lỗ đó trông đẹp hơn, khó nhận ra hơn. Vì vậy, đây sẽ là một lưu ý dành cho các bạn. Nếu như lựa chọn G4, các bạn nên xem tận mắt từng màu sắc để có cảm nhận tốt hơn. Còn với iPhone 6 thì hợp kim nhôm nguyên khối không cho người dùng cảm giác ấm tay và mềm mại như với thuộc da, nhưng mà bù lại nó đem lại cảm giác cứng cáp và chắc tay cho thời gian dài sử dụng. Nói tóm lại thì với LG G4 các bạn sẽ sở hữu cho mình một chiếc smartphone có phần mạnh mẽ hơn với nhiều màu sắc trẻ trung để lựa chọn thể hiện cá tính riêng của mình. Còn với iPhone 6 các bạn sẽ sở hữu một chiếc máy có phần sang trọng và thanh mảnh hơn. Về mặt thiết kế, việc lựa chọn một trong hai chiếc máy sẽ phụ thuộc nhiều vào sở thích của mọi người. Về mặt kích thước thì LG G4 không được đánh giá cao so với iPhone 6, trong khi điểm dày nhất trên iPhone 6 chỉ có 6,9mm thì với G4 lại là 9,8mm. Điểm ấn tượng của LG G4 nằm ở đường cong slim mạc ở cạnh trên của điện thoại, làm cho chúng ta có cảm giác là màn hình cũng cong theo, nhưng nhờ vậy nó sẽ ăn khớp hơn với bàn tay và giúp đem lại trải nghiệm cầm thoải mái hơn và giảm khả năng đánh rơi điện thoại. Một điểm khác cũng đáng được so sánh đó chính là tính năng quét vân tay của iPhone 6, trong khi với G4 thì lại không hỗ trợ. Tuy nhiên với G4 thì chúng ta có thể điều khiển TV và các thiết bị điện tử thông qua một ứng dụng riêng của LG. Nói về màn hình của hai chiếc máy này, LG G4 sở hữu một màn hình sắc nét có kích thước khủng 5,5 inch với độ phân giải cao cùng công nghệ 2K. Trong khi đó, màn hình của iPhone 6 dừng lại ở mức vừa đủ 4,7 inch với độ phân giải 750x1334 pixel. Chất lượng màu sắc trên cả hai đều chưa phải là hoàn hảo. Cả LG G4 và iPhone 6 đều sử dụng công nghệ IPS LCD cho màn hình để cho ra những hình ảnh sắc nét. Thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra với độ phân giải lớn hơn, LG G4 với mật độ điểm ảnh 538 dpi sẽ cho cái nhìn sắc nét hơn so với iPhone 6 có mật độ điểm ảnh 326 dpi. Tuy vậy, điểm khác biệt chỉ được nhìn thấy khi chúng ta nhìn thật gần vào màn hình điện thoại, một việc mà bạn sẽ hiếm khi làm. Khi mà cả hai chiếc điện thoại đều cho người dùng độ sắc nét cần thiết, thì chất lượng màu sắc sẽ là tâm điểm để đánh giá chất lượng màn hình của cả hai. Trước tiên, chúng ta sẽ đánh giá về độ sáng của màn hình dựa trên chỉ số Rama. Chỉ số này sẽ quy định mức độ chính xác trong việc giải mã độ sáng trên màn hình. Và điều kiện lý tưởng cho một màn hình đẹp là chỉ số này sẽ nằm ở khoảng 2.2 và G4 thì gần như đạt được độ lý tưởng đó với 2.24 điểm, trong khi ở iPhone 6 là 2.23. Như vậy, về độ sáng chúng ta có thể kết luận rằng cả hai đều làm rất tốt. Kế đến là độ chân thực của màu sắc, chúng ta sẽ tiến hành so sánh dựa trên nhiệt độ màu, đại diện cho sự cân bằng giữa màu đỏ và màu xanh, có thể hiểu nôm na là màu nóng và lạnh. Giá trị này được đo bằng đơn vị Kelvin. Tiêu chuẩn lý tưởng cho những điểm sáng thường là 6.500 Kelvin, thì với G4 sẽ cho cảm giác sáng hơn như vậy khá là nhiều với 8.000 Kelvin, trong khi iPhone 6 cho cảm giác tốt hơn chỉ 7.150. Như vậy thì G4 sẽ cho cảm giác màu sắc bị cường điệu, dễ gây mỏi mắt nếu làm việc trong một thời gian dài. iPhone 6 sẽ cho cảm giác tốt hơn, gần hơn với điểm lý tưởng so với LG G4. Nhưng với chỉ số như thế thì có lẽ chiếc iPhone này vẫn cần cải thiện thêm. Như vậy, với cuộc đối đầu này, mỗi chiếc smartphone đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, nhưng về tổng quan, cả hai đều sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Việc lựa chọn một trong hai phần lớn nằm ở sự yêu thích của mọi người. Vậy còn các bạn thì sao? Giữa G4 và iPhone 6 đâu sẽ là lựa chọn của bạn? Đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment bên dưới nhé. Mình sẽ sớm có bài so sánh chi tiết về hiệu năng sử dụng giữa hai chiếc máy này để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe S Channel. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.